Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học kinh doanh chứng khoán của Công Hoàng. Đã 2 tuần kể từ ngày 12 tháng 5 và cũng như là tính khoảng tầm 1 tháng, hơn 1 tháng kể từ ngày bắt đầu mình làm chuỗi video này. Video này sẽ bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất là mình sẽ review lại những cổ phiếu mà đã lựa chọn trong thời gian qua. Và phần thứ hai đó là mình sẽ tìm kiếm các cổ phiếu tiềm năng xuất hiện trong ngày 26 tháng 5. Tất nhiên là sau 2 tuần mình đã không nhận định theo dõi thị trường rồi thì cũng có rất nhiều các cổ phiếu tốt, những cổ phiếu mà có nền giá tốt và có tiềm năng tăng trưởng cao xuất hiện. Tuy nhiên là mình không review lại những cổ phiếu đó nhé, và mình cũng sẽ không quan sát lại những cổ phiếu đấy đâu. Thì ở đây bạn có thể thấy là những cổ phiếu mà mình đã phân tích trong thời gian qua đây, thì trong đó ngày 21 tháng 4 có 2 cổ phiếu này, ngày 24 tháng 4 và đến ngày 12 tháng 5 có 2 cổ phiếu mà nhìn thấy ở đây, là mình đã thống kê ra ở đây là có cái thời điểm phân tích và thời điểm giá ATO mở cửa ngày hôm sau đấy, và tất cả những cái mức lời lỗ trung bình này mình tính theo giá ATO nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là riêng đối với cái mã BCG này thì việc nâng dừng lỗ lên này, đấy thì có một cái video short mình đã nói về việc là nâng dừng lỗ các mã này lên, thì về cái điểm phân tích này thì tất cả mọi thứ là đều không bị chạm vào điểm dừng lỗ tính đến thời điểm hiện tại. Và riêng đối với cái mã BCG này thì việc mức dừng lỗ ban đầu là 7,5 nên là cái số tính toán này nó hơi khác một chút nhá. Bây giờ mình sẽ để lại cái mức 7,5 để các cái tính toán này trở về vị trí bình thường. Và có thể thấy là trong 9 cổ phiếu xuất hiện để mua, 2 cổ phiếu này thì chắc là từ bây giờ mình sẽ xóa nó đi thôi. Và kể cả bạn thấy là những cái cổ phiếu mà đã xuất hiện pain point này thì chưa xuất hiện pain point nó khá là rủi ro. Đấy, mình sẽ xóa 2 mã đó đi. Và có thể thấy là cho đến thời điểm hiện tại thì tất cả những cái cổ phiếu trong 9 cổ phiếu đã khuyến nghị mua của mình thì có 2 cổ phiếu là bị điểm lỗ thôi. Còn sau 1 tháng thì đã có rất nhiều cổ phiếu đạt đạt lợi nhuận đi, và có 3 trong số đó thì đạt lợi nhuận trên 10% trong 1 tháng. Có 2 cổ phiếu đã không đạt được cái tỷ suất lợi nhuận mà nó thậm chí còn đang bị lỗ, đó là TNG và HAH. Thì mình sẽ review lại 2 cổ phiếu này trước. HAH đây, điểm mua ở đó, ở đây và dừng lỗ ở đây. Hiện tại thì nó cũng chưa phải là cái gì quá rủi ro cả, vẫn trong cái chiều hướng là dừng lỗ tại vùng này thôi mà nó chưa có gì thay đổi. TNG đây dừng lỗ rất xa đó, không phải lo. Các bạn có thể nhìn thấy là về cái mức quản trị 4% ấy, để mà mua được tổng số tất cả cổ phiếu này thì bạn sẽ phải chi ra 168,9% tổng tài khoản, nên là thực tế ra để mà quản trị 42% để mua từ tất cả những cái này là không thể. Và trong trường hợp mua một nửa tầm quản trị 41% thì tính đến thời điểm hiện tại lợi nhuận của bạn sẽ là 2,62% nếu mà mua tất cả cổ phiếu này quản trị 41% đó. Trong cái thời điểm này thì thị trường VN Index ra sao, chúng ta sẽ cùng xem cái chỉ số VN Index từ ngày 21 tháng 4 nhé. Đây là ngày 21 tháng 4 mở cửa phiên ngày hôm sau đây, thì có thể thấy là thị trường có giảm chút. VN 30 thì sao, cũng tương tự như thế ngày 12 tháng 5 đây. Thì tức là hiện tại thì mình đang đánh bại các chỉ số đó, tuy nhiên cái mức lợi nhuận 2,62% một tháng này nó không không phải là cái mức mà mình hướng tới. Còn lại thì thời gian, thì về mặt thời gian thì những cổ phiếu này vẫn tương đối tiềm năng nên mình sẽ không có gì gì thêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, đó là những cổ phiếu tốt xuất hiện trong ngày 26 tháng 5 vừa qua. Thì ở đây mình có lọc ra một số cái mã như là QCG, TCH, VGS, IPA, SMC và TLH. Thì bạn thể thấy là VGS trước đây là vẫn là đang quan sát này, SMC cũng thế này, BMS này thì hình như sẽ bị loại rồi, và GEG. À đó, mình cũng có một cái phải review một mã nữa, đó là APG. Trong cái phần nhận định tuần ấy thì mình đã từng nói là cái mã APG này để mua ở đây mà dừng lỗ ở đây đó, thì nó bị một quyết định thời gian. Thì các bạn có thể thấy là thứ nhất về cái biên độ giá của mã này sau khoảng thời gian là bạn thấy là nó tăng 4,92%, mà nếu mà chỉ quả chỉ 41% thôi thì cái mã này nó cũng không tăng được bao nhiêu, tại vì cái mức rủi ro nó khá lớn. Đấy, có thể thấy là nó điểm dừng lỗ thời điểm ban đầu mình dừng lỗ ở dưới này cơ, nó rất là xa. Đấy, nên là nếu mà nắm giữ mã này trong khoảng thời gian dài thì nó sẽ khiến cho mình bị mất thời gian vào những cái mã mà cái sự tăng trưởng nó rất là thấp đó. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái mã đầu tiên, đó là QCG. QCG thì cho một cái điểm mua mình thấy là cũng đã qua pivot point rồi. Với cái khối lượng, những cái khối lượng đợt mà đột biến như này, khối lượng mua tăng đột biến thì cũng làm cái mã tiềm năng rất là tiềm năng. Tuy nhiên mình đánh giá thử xem là cái mức tiềm năng giá đầu tiên nó sẽ là ở đâu nhé. Tiềm năng giá đầu tiên sẽ là ở đây. Và trong trường hợp ngày mai mình mua ATO thì có thể các bạn phải mua ở đây và dừng lỗ ở đây, thì mình thấy là không hợp lý lắm để mua cái mã này. Để xem qua cái phân tích cơ bản của họ, hoặc là xem là có ai mua vào nhé. QCG này thì bán rất nhiều, liên tục bán, tức là họ bản thân trong nội bộ doanh nghiệp thì không đánh giá cao công ty này, tình hình tài chính cũng không có gì khả quan cả. Vậy thì mã QCG này sẽ bỏ qua nhé, bỏ qua. TCH ra. À đấy, mình có nhớ là trước đây có một lần phân tích TCH rồi. TCH là một mã giao dịch dài hạn được, tuy nhiên là thời điểm này thì cần phải cân nhắc TCH. Ok, TCH thì có thể mua được dừng lỗ này, dừng lỗ ngay đây thôi, khá là ngắn. Tuy nhiên là nếu mà dừng lỗ ở đây thì cái điểm take profit nó không cao đâu. Mã TCH này thì nếu mà giao dịch ngắn hạn thì cũng bỏ qua đi, giao dịch dài hạn thì có thể mua được rồi, có thể mua được, và cứ dừng lỗ ở đây cho chắc chắn đi, giao dịch dài hạn nhé. Nhưng mà mình sẽ như vậy thì mình cũng sẽ bỏ qua mã này, không phải là chưa phải là một mã kinh doanh tốt. Đợi thời điểm sau có thể là TCH nó sẽ tăng lên một vùng nào đó và tạo nền giá đẹp hơn thì chúng ta vào. Tiếp theo là VGS. VGS thì điểm vào này cũng thuận lợi rồi, xem nào, VGS theo dõi đúng không? Còn nếu mà ai mà mua ở thời điểm giá là 15,8 thì sẽ tốt hơn nhé, 15,8 sẽ tốt hơn, dừng lỗ đây đó. Chúng ta có mã VGS thì tuy nhiên là ngày mai thì vẫn có thể mua được và mua giá hiện tại.
giá 16 đến 15, 18. Cứ ở vùng đấy đi, thì khá là cao là có thể sẽ mua được vùng đấy đấy. Còn nếu không mua được thì mình sẽ bỏ qua nhé. Và ở đây thì mình đánh dấu VGS và ghi chú ở đây nó là mua giá 15,8 đến 16. Ok, IPA sao? IPA. Đây, nó đang đặt đỉnh cố định. À, khá là tốt. IPA thì đợi vượt 15.0 nhé. Chờ mua. Giá vượt 15 thì mua. Tức là 15.1. IPA, mình sẽ xem xét thêm xem là đây có phải là cổ phiếu đáng để mua dài hạn không nhé. IPA. Có điều gì đặc biệt ở cổ phiếu này có thể chúng ta có thể giữ dài không? Với IPA như này thì đây sẽ là thuần cổ phiếu đầu cơ thôi. Thuần cổ phiếu đầu cơ. Có thể là đánh rút trước khi mà có cái sự khủng hoảng gì đấy xảy ra. Nhưng mà bạn phải tuyệt đối tuân thủ dừng lỗ nhé. Đối với IPA này, nếu mua đây tuyệt đối tuân thủ dừng lỗ đây. Còn nếu nó không vượt được mức 15,1, tức là giá nó không đến 15,1 thì bỏ qua nhé. Mình sẽ check đây, vượt mua khi vượt 15,1. SMC thì sao? SMC thì tất nhiên là điểm mua tốt nhất nó vẫn là ngày hôm qua rồi, tức là phiên trước rồi, thời điểm vượt 12,9. Mã này trả cổ tức khá đều, có tiền mặt 1.000 đồng mỗi năm rồi. Thế thì mã này cũng có thể nắm giữ dài hạn luôn được nhé. Nắm giữ dài hạn ở hai yếu tố, một là bạn nắm giữ để chịu cổ tức, hai là cái thời điểm hiện tại thì giá được đẩy khá là tốt, nhìn thấy này, những cái phiên đẩy giá này. Tuy nhiên là đây không phải là một lái có kỹ năng tốt, nói thẳng ra là như vậy, nên là việc mua ở thời điểm này thì tôi dừng lỗ ở đây ra toàn, dừng lỗ ở 11,8 đó, bạn có thể mua được SMC nhé. Mình sẽ đánh dấu ở đây mua được SMC. Dài hạn thì xem SMC có yếu tố gì đặc biệt nữa không, SMC kinh doanh tốt không. Nếu mà nó không kinh doanh tốt thì mặc dù xuất cổ tức cao thì bạn cũng phải lưu ý một chút nhé, xem là việc công ty có tồn tại lâu không. Thế thì cũng giống như IPA thôi, SMC tương tự nhé. Tức là mình cần phải lưu ý đấy, nếu mà tình hình kinh doanh nó cứ tiếp tục bết bát như này, công ty nó có thể rơi vào cái tình trạng mà bù hẹp các cái sản xuất kinh doanh và có thể không chịu tức nữa. Và đương nhiên là cái thời điểm như vậy thì nó khá là rủi ro cho mình, thì mình mua vào nếu mà dài hạn thì ăn cổ tức mà. Tương tự như vậy thì TLH chờ vượt 8.6, khối lượng đẩy khá tốt, đẩy những cái điểm mà khá là uy tín đấy. TLH cũng thế à, về cơ bản là giai đoạn này ông nào mà săn VN30 là đi rồi, không kéo được cổ phiếu lớn đâu, cũng sẽ chờ. Vậy thì TLH chúng ta sẽ chờ vượt 8.6 đi. Vậy là tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng ta có là bốn mã này, VGS, IPA và SMC. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ nhé.